Xin chào các bác. Trước mắt các bác là một đôi loa cây trong cái lô 5-6 đôi tôi đã lấy về và đã quay tổng thể. Đây là một đôi loa Yamaha, tôi bán giá 6,5 triệu đồng, loa cực kỳ đẹp luôn, sơn bóng piano, rất sang trọng, rất thích hợp để các bác bày trang trí phòng khách. Đôi loa này khá cao luôn, tôi sẽ đo lại chiều cao vì hôm nọ tôi đã đo tổng thể nhưng hôm nay không nhớ nữa. Bề cao, cái thước này là 1m này, đúng 98cm chiều cao. Bề ngang là bao nhiêu đây? 20. Bề sâu 30. Một đôi loa khá cao. Đặc thù loa cây thì nó sẽ không làm to bề ngang, thế thì nó mới gọi loa cây. Còn loa thùng thì bề ngang nó sẽ lớn nhưng nó sẽ ngắn. Loa gồm có 3 loa trên thùng, hàng bãi nguyên zin 100% nhé. Gân loa không phải thay, nó là gân cao su, như là loại cực tốt loại. Bởi vì những đôi loa cây thường nó sản xuất những năm gần đây, chắc chỉ tầm chục năm thôi nên là gân nó sẽ không bị mục. Đặc vùng như vậy, nếu dùng lâu quá thì nó mới mục, nhưng nếu các bác dùng thường xuyên thì nó sẽ không mục nhá. Nếu các bác, bởi vì tại sao không mục, bởi vì nó dao động âm thanh nó hàng ngày này, nó có sự co ra co vào của sóng âm, bỏ nó nguyên một chỗ nó cứng lại thì nó mới mục, và bình thường nó không mục đâu. Đây là mặt sau, góc cạnh còn tương đối mượt mà luôn, tôi sẽ quay qua cái thông số kỹ thuật đằng sau. Yamaha 325 50-200W 6 ohm sản xuất tại Indonesia. Cái watt này các bác đừng có tin được 200W nhé. Đôi này giỏi lắm thì 60-70W thôi. Lúc nào tôi phải nói để các bác biết, đừng có tin một cái watt đấy là gì. Tôi sẽ mở to mà các bác cùng nghe. Tôi sẽ test dần những cái đôi loa mà tôi lấy về.